Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 26 tháng 8 anh em. Rồi, buổi tối hôm nay thì hàng mới về anh em. Hàng mới về hồi chiều ha. Tối hôm nay em lên cho anh em là khoảng 20 mấy lô anh em. 20 lấy mấy lô máy cắt cỏ ha. Hôm nay thì có lên siêu hệ siêu VIP anh em. Kawasaki TZ27. Con này phải nói là siêu mới anh em, cực kỳ mới luôn. Rồi, xin đi qua S25. Kiwit 232-242 anh em. Rồi, xin đi qua 4 số ha, 2002-2004. Echo 209, Echo 253 anh em. Con lô xin đi qua 250, 251 ha. Siêu mới anh em, cực kỳ mới luôn. Bình xăng lớn trắng sáng như là máy như là bình mới luôn anh em. Nhưng mà cái bình đó là bình xăng zin nha anh em, cực kỳ mới luôn. Rồi xin đi qua 4 số, ở dưới có cơm Mitsu 2000 2002, Robin cốc rồi nữa anh em. TH 23 26 ha. Rồi đủ thứ các loại, Mitsu TL 23. Rồi hôm nay thì lên cho anh em là khoảng hai mấy lô anh em, hai mấy lô máy cắt cỏ ha. Hàng hôm nay mới về anh em, mới vừa cập bến hồi chiều nay. Rồi máy bên em thì em sẽ bao cho anh em là hơi lửa ngon lành ha, đầu bò chắn kẹp bao đầy đủ anh em. Tay lái thì cái nào thiếu thì em sẽ tặng kèm thêm cho anh em ha. Rồi em vô cái lô đầu tiên là lô số 1 anh em. Lô số 1 thì là cái lô này là hai con TL anh em. TL này TL 231, một con màu vàng, một con màu xanh đen anh em. Rồi hai cây này 1.250.000 cây, hai cây là 2.500.000 ha. Mitsu TL 231 anh em. Tay lái của lô này thì tay lái tròn anh em, cái này nó không có tay lái luôn nè. Em sẽ tặng kèm cho anh em thêm cái tay lái tròn ha. Rồi đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 1 hai cây 2.500.000, 1.250.000 cây. Lô số 2 là Echo anh em. Echo này là Echo 240 242 ha. Rồi chế thì em sẽ là chế quanh gồ hay kim hết nha anh em. Cái này chế với tông ga, em sẽ lắp cho anh em chế quanh gồ hay kim luôn. Tay lái thì sẽ tặng cho anh em cái lô này tay lái dài hết nha anh em. Tặng tay lái dài luôn ha. Rồi lô số 2 anh em. 900.000 cây, 4 cây 3.6. Nồng của nó là nồng 34 ly anh em. Nồng 34 ly, chế quanh gồ hay kim. Rồi mặt giật của nó là mặt giật trợ lực nha anh em. Áo bô nó bể thì em sẽ tặng cho anh em áo bô mới. Cái này nó bể áo bô nè, sẽ đổi cho anh em áo bô mới nha anh em. Cái nào bể áo bô thì em sẽ tặng cho anh em áo bô mới hết ha. Rồi lô số 2 anh em. Lô số 2 là 900.000 cây, Echo 240-242, nòng 34 ly, chế là chế quanh gồ hai kim anh em, chế thông dụng luôn. Tiếp theo lô số 3. Lô số 3 là con này là con Cindywa Shot anh em, 2006 ha, nòng 34 ly, chế là chế quanh gồ hai kim luôn. Rồi nòng 34 ly anh em. Cindywa Shot, tay lái của là tay lái tròn ha, con số 3 là 1.4 anh em. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn, có cái ổ cước. Ổ cước đó thì tặng kèm cho anh em luôn ha, nó dính trên đó em tặng kèm cho anh em luôn. Lô số 3 anh em, 1.4. Số 4 là con này là con Mitsu TB anh em. TB này là TB 23 ha. Chế là chế ga ngang hai kim anh em, Mitsu TB 23. Rồi con này thì số 4 anh em, tay lái là tay lái tròn, 1.1 anh em. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn ha. Rồi, Mitsu TL 23 anh em. Ồ TB 23 chứ lộn. Con này 1.1 anh em, số 4 1.1. Tay lái tròn. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là con Kawasaki anh em, TZ27 ha. Đây, TZ27 anh em. Rồi con này thì cực kỳ mới luôn anh em, cực kỳ mới luôn. Tum là cái tum gời. Con số 5 này là 1.7 anh em, tay lái là tay lái dài luôn. Cần đồ còn đẹp luôn anh em. Rồi lăn ok. Con số 5 anh em, 1.7. Rồi TZ27. Tiếp theo là con số 6. Con số 6 là con này là con Cindywa anh em. Cindywa này là Cindywa S25 bình xăng dưới ha. Rồi con số 6 này là 750.000 anh em. Đầu bò chắn kẹp dao đầy đủ luôn. Lô số 6 750.000, Cindywa S25 bình xăng dưới. Con số 7 anh em. Con số 7 là con Echo. Echo này là Echo đời mới anh em, 261 ha, bình xăng lớn trắng sáng anh em. 261, chế của nó là xài chế quanh gồ hai kim anh em, mặt giật là mặt giật trợ lực luôn. Rồi con số 7 anh em. Con số 7 là 1.4 ha. Echo 261 anh em, nòng 34 ly, chế quanh gồ hai kim, mặt giật trợ lực luôn. Rồi tay lái là tay lái tròn anh em, con số 7 1.4. Đầu bò chắn kịp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 8. Số 8 là con lô này là lô Echo anh em. Echo 232 nè, 242. 242 luôn anh em. Rồi Echo 242 này là nòng 34 ly anh em, nòng 34 ly. Con này nòng 32 ly anh em. Rồi tay lái của lô này là hai tay lái dài và một cái tay lái tròn anh em. Rồi lô số 8 này là 3 cây 2.7 ha, 900.000 cây. 900.000 cây anh em. Cực kỳ đẹp.
đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ nè. Cái này thiếu cái đầu bò thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 8, 3 cây 2,7 triệu, 900.000 cây. Echo 230, ủa 232, 242 anh em. Nồng 34 ly. Con nào 242 là nồng 34 anh em, còn con nào 232 là nồng 32 ha. Lô này là tới 2 con nồng 34 luôn anh em. Rồi con Echo 261 anh em, mặt giật trợ lực, con này 1,4 triệu. Xin đi qua S25 anh em, con này 750.000 nha. TG 27 anh em, 1,7 triệu. Rồi TB xin đi qua sót luôn anh em. Tiếp theo là lô số 10, lô số 8 tới lô số 9 anh em, lô số 9. Rồi lô số 9 này là Sindewa anh em. Sindewa này là Sindewa 2002 và 2004 ha, Sindewa 4 số anh em. Chế của nó là xài chế ga ngang quanh gồ hết anh em. Lô này 24. Ôi lô này quá VIP anh em ơi, lô này 24 nhiều anh em. Đây hai cây bên đây. Đây này 24 nè, con này cũng 24 luôn. Con dưới này 24 luôn. Con này cũng 24 luôn anh em. Con dưới này cũng 24 luôn. Con này 24 luôn. Rồi còn con bên đây là mấy đây? Rồi con này 24 luôn anh em. Quá VIP anh em ơi, lô này quá VIP vậy, lô này chỉ có một con 22 thôi anh em. Đa số là 24 luôn ha. Lô này quá VIP anh em ơi, đặc biệt 24 nhiều. 22 em thấy chỉ là một con thôi anh em. Đây con này là 22 nè. Đây 22. Còn 24 là đa số luôn anh em ơi. 1 24 nè. 2 24, 3 24, 4 24 luôn, 5 24 luôn. 6 24, 7 24 luôn. Rồi lô này quá VIP anh em ơi. Lô này bán xa cả cho anh em 800.000 cây ha. 8 cây là 6,4 triệu anh em. Rồi lô này anh em nào chốt là VIP luôn anh em. Tay lái của lô này thì là 1, 2, 3, 4 cái tay lái tròn anh em, 4 cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài. Rồi lô này là 24 nhiều anh em, đặc biệt luôn ha, lô số 9. Tiếp theo lô số 10. Lô số 10 là lô này là TB anh em. TB là TB 26cc anh em, nồng 34 ly ha. Thiếu nắp E thì em sẽ tặng cho anh em nắp E thì vô luôn anh em, đầy đủ ha. Lô số 10 này là 2 cây 2,6 triệu, 1,3 triệu một cây. Tay lái là tay lái dài luôn anh em. Đầu bò trứng kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 10, 2 cây 2,6 triệu, 1,3 triệu một cây. Lô số 11 là Echo 209 nha anh em. Echo 209 ha. Đây Echo 209. Rồi lô này thì nồng 32 ly anh em, nồng 32 ly. Tay lái thì sẽ tặng cho anh em tay lái dài hết á, bao tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Lô số 11, 5 cây 3,5 triệu, 700.000 một cây. Echo 209 anh em, nồng 32 ly. Echo 209 nồng 32 ly ha, lô này cũng quá đẹp anh em. Nước sơn đồ còn quá đẹp luôn ha. Ốc đồ còn vàng tươi anh em. Rồi, lô này 700.000 cây, 5 cây 3,5 triệu. Tiếp theo là lô Nativo. Nativo thì lô này là 500.000 cây anh em, 3 cây 1,5 triệu ha. Nativo, cái áo nó có bị lủng lỗ anh em, có mẻ mẻ dày găng ha. Rồi, lô này bán giá rẻ cho anh em luôn, 500.000 cây anh em. Nativo. Tay lái của nó là 2 tròn và 1 dài. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ anh em, 500.000 cây ha. Lô số 12, 3 cây 1,5 triệu. Lô số 13 là hai con Echogen nha anh em. Echogen ha. Echogen này thì nó để tem mát là Makita. Rồi lô này thì Makita nè. Echogen. Lô này 550.000 cây ha, 2 cây 1,1 triệu. Tay lái thì sẽ tặng cho anh em tay lái dài nha, tặng tay lái dài luôn. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ nha. Lô số 13 ha, 2 cây 1,1 triệu nha, 550.000 cây. Nồng 32 ly nha, này nồng 32 ly. Lô số 13. Rồi lô này nồng 32 ly nha. Hơi lửa ngon lành ha. Rồi Nativo lô này 500.000 cây. Echo 209 nha anh em, 700.000. TB 26 lô này 1,3 triệu. Còn lô này thì là xin đi qua sót nè. Xin đi qua sót hàng 2, 2, 4 ha, mà hàng 4 nhiều. Lô này 800.000 cây. Rồi lô số 14 nè. Lô số 14 là lô này là lô Echo 253 ha. Rồi Echo 253 nha anh em. Lô này quá đẹp luôn anh em, quá VIP luôn nè. Echo 253. Echo 253.
Rồi tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em, tay lái dài tay lái hệ luôn nè. Tay lái dài tay lái hệ anh em. Tay lái 25 không ha. Rồi lô này ECHO 253 anh em. Đầu bò chứng kịp giao thì bao đầy đủ hết luôn. Đầy đủ đầu bò chứng kịp giao anh em. Rồi ECHO 251 253. ECHO 251 253 anh em. Lô này 900.000 cây ha. 9 cây là 8 triệu 1 anh em. Lô số 14. ECHO 251 253 anh em, quá vip luôn anh em, bao đẹp. Lô này cực kỳ đẹp luôn, lô số 14. Rồi tiếp theo là lô số 15 anh em. Sindewa 250 251 anh em. Đây, bình xăng lớn trắng sáng anh em, bình này là bình gin luôn anh em. Bình gin luôn ha chứ không phải là bình mới anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi Sindewa anh em. Sindewa 250 251, lô này quá vip. Rồi tay lái thì rồi tặng cho anh em tay lái dài hết luôn ha, tặng tay lái dài hết luôn. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn anh em. Rồi lô số 15 anh em, 6 cây 6 triệu 6 ha, 1 triệu 1 cây. Xin đi qua 250 251 anh em. Rồi triệu 1 cây, lô số 15. 6 cây là 6 triệu 6. Lô số 16 là Magu. Magu này là Magu 23cc anh em. Magu 23cc ha, nồng 32 ly. Tay lái thì sẽ là tay lái dài hết nha anh em. Magu 23 anh em. Nồng 32. Rồi đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn nha anh em, đầy đủ đầu bò chứng kịp giao luôn. Lô số 16, 6 cây là 5 triệu 4, 900 ngàn cây. Magu 23, lô số 16. Rồi lô số 17 anh em. Lô số 17 là TH26cc anh em. Đây TH26, TH26 anh em. Áo bô bể này thì em sẽ tặng cho anh em áo bô mới anh em. Rồi TH26, tay lái là tay lái dài hết luôn. TH26 anh em. Rồi đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn ha. Lô số 17, 3 cây anh em. 4.650 ha, 1.550 cây. TH26. Rồi lô này 1.550 cây anh em, lô số 17. Rồi lô số 18 là TH23 anh em. TH23 ha. À, tâm liền có, tâm gời có luôn anh em, có cây tâm gời, còn lại 3 cây tâm liền. Tay lái thì hai tròn và hai dài ha, hai tròn hai dài. Đầu bò chứng kịp giao em bao đầy đủ anh em. Lô số 18. 4 cây 4.8, 1.2 cây. 4 cây 4.8 anh em, 1.2 cây. TH23, lô số 18. Rồi, lô số 19 anh em. Gobin, Gobin hộp. Gobin hộp này là Gobin hộp 22 anh em, nồng 32 ly. Rồi tay lái là hai dài một tròn. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn anh em. Lô số 18, 19 ha. Rồi 3 cây 1.8, 600.000 cây. Gobin hộp anh em. Nồng 32 ly. Rồi lô này 600.000 cây. 600.000 cây anh em, Gobin hộp ha. 3 cây 1.8. TH23 anh em, hai con vịt thường, hai con trợ lực ha. Này thì có tôm gời luôn anh em. Lô này 1.2 cây anh em, 1.2 cây ha. Rồi TH26 thì 1.550. Magu 23cc anh em, lô này thì 900.000 ha. Sindewa anh em. Sindewa 250 251, lô này 1.1 cây. Lô này quá đẹp quá vip anh em. Rồi ECHO 253 anh em. 251 253 900.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 20. Lô số 20 này là lô Gobin cổ ngỗng anh em, nồng 34 ly ha. Nồng 34 ly. Lô này thì có 2 cây tôm gời anh em, 2 cây tôm gời. 3 cây tôm liền. Tay lái của lô này thì bao cho anh em tay lái dài hết ha, tặng tay lái dài luôn. Đầu bò chứng kịp giao đầy đủ anh em. Lô số 20, 5 cây là 4.750, 950 ngàn cây. Makita Gobin cổ ngỗng, nồng 34 ly anh em, 950 ngàn cây. 5 cây là 4.750. Lô số 21 là lô cơm mát su anh em. Cơm mát su ha, lô này quá đẹp luôn anh em ơi. Cơm mát su, cơm vàng. Rồi cơm này là cơm 2.000, 2.200 anh em. Cơm này quá đẹp luôn. Rồi lô này 1.150.000 cây anh em. 10.350.000 ha. 1.150.000 cây cơm mát su. Rồi lô này thì đặc biệt anh em, tay lái tròn ha. Chỉ có hai cái tay lái dài thôi. Còn lại là tay lái tròn hết nha anh em. Gai ga trên ống cần hết nha anh em. Rồi đầu bò chứng kịp giao đầy đủ luôn. Bao đẹp, bao vip. Lô số 21 anh em. 9 cây 10.350.000. 1.150.000 cây ha. Lô số 22 là lô này lô Sindewa anh em. Sindewa là Sindewa 231 nè,
232 234 232 nha anh em. Rồi lô này thì tặng cho anh em tay lá dài ha, tại vì nó không có tay lái thì tặng tay lá dài luôn. Rồi lô này 4 cây 3,6 anh em, 900.000 cây. Xin đi qua anh em 231 232 234 lô số 22. Đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn cho anh em. Lô số 22. Lô số 23 là lô Gubin nha anh em. Gubin này là Gubin 23cc ha. Gubin này là Gubin 23cc nha em. 23cc, nòng 32 ly. Rồi tay lái thì bao cho anh em tay lái dài hết luôn ha. Đầu bò chiến kẹp dao đầy đủ luôn. Gubin cổ ngỗng ha, nòng 32 ly 23cc. Lô này 800.000 cây nha em, 5 cây ha. Lô số 23. 800.000 cây. Rồi Gubin cổ ngỗng nha em, 231 nè. 23. Rồi lô này 800.000 cây nha em. Tiếp theo lô số 24. Lô số 24 là lô này là lô Gubin cốc nha em. Gubin cốc ha, Makita cốc. Rồi lô này thì bán cho anh em là 700.000 cây nha em, 14 cây là 9,8 ha. Lô này thì đặc biệt ta lấy tròn nhiều, em sẽ tặng cho anh em ta lấy dài nha anh em. Tặng ta lấy dài mới ha, lô này. Tặng ta lấy dài mới luôn. Gubin cốc nha em. Đầu bò chén kẹp dao thì đầy đủ hết ha, đầy đủ đầu bò chén kẹp dao luôn. Gubin cốc. Lô số 24 nha anh em, 14 cây, 9,8, 700.000 cây. Lô số 24. Rồi lô số 25 là lô này là lô Mitsu nha. Mitsu TL20. Mitsu TL20 nha em. Rồi lô này tặng tay lái dài hết ha, đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn. Lô số 25, 6 cây 5,4 nha em, 900.000 cây. 900.000 cây Mitsu TL20. Rồi Gubin cốc nha em. Mitsu TL20 ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em ha.